Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Phiêu Lưu Ký ngày hôm nay. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ, khoảng hơn một tuần trước thôi thì chúng ta đã có một chuyến phiêu lưu tới một cây gạo cô đơn bên cạnh miếu bà cô ở huyện Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang. Đây là một buổi chiều vô cùng đáng nhớ khi mà chúng ta đã được tận hưởng một bầu không khí trong lành thoáng mát, khung cảnh đầy bình yên của một miền quê nghèo phía Bắc. Điều đó cùng với nét đẹp mộc mạc dân dã của cây hoa gạo giữa cánh đồng mênh mông đã khiến cho bất kỳ ai cũng đều lưu luyến không muốn rời. Chính vì thế mà hôm nay mình lại tiếp tục đưa các bạn quay trở lại chốn Bình Yên thêm một lần nữa, nơi cũng có một cây gạo cổ thụ, cũng nằm bên cạnh một con sông hiền hòa, nhưng nó lại thuộc về mảnh đất của những làn điệu quan họ làm say đắm lòng người kinh Bắc. Nào, hãy cùng mình trải nghiệm sự thú vị trên những cung đường để đến được với cây gạo cổ thụ thôn Đoài các bạn nhé. Bác ơi, cho tao hỏi đây là thôn Đoài à? Đoài kia. À, trên kia à? Có một cây gạo to to bác nhỉ? À, cây gạo đấy dưới này. À, đi cái đường dưới kia hả bác? À, dưới kia, đây đi qua chỗ cái cột điện nha. À, có cái đường rẽ trái đây đúng không? Rẽ trái đi xuống ra vào sông rồi đi ngược ra kia. Dạ dạ. Vâng, chào cảm ơn bác nhé. À. Về tất cả cái vùng quê là phải hỏi đường các bạn ạ. Không thể tin tưởng Google Maps được. Google Maps chỉ đi đường này nhưng mà hóa ra nó ở chỗ kia. Mình vừa phải hỏi một bác người dân ở đây. Đây có mấy cái máy cày nhìn ngộ đấy, bánh to đùng luôn. Theo như bác lúc nãy bác bảo là à đây rồi, rẽ trái ở đây. Chỗ này có cái đường rẽ trái này. Ở đây sao? Vào đây đẹp thế nhỉ? Ôi, ở đây đẹp thế, bình yên. Em chào anh ơi, cho em hỏi cái cây gạo ở đâu ạ? Đây, đi thẳng ra con đường này, xong đi thẳng bên nghịch về sông rồi, xong đi thẳng về hàng cây xoan rồi. Dạ dạ. Đoạn là vào đến chỗ có gạo ấy. Dạ, em cảm ơn nhá. Anh. Wow. Ở chỗ này nó có một cái chùa đẹp đấy. Thanh tịnh, mát mẻ. Đường khá là xấu nha các bạn này. Đi khá là sốc, khá là gồ ghề. Nhưng mà không sao, mình quen đường ở Tây Bắc rồi nên cho nên là đi những cái đường này ở khu vực Trung Du thì mình thấy cũng không khó khăn lắm. À đây, rẽ trái thì phải. Chắc là đường này rồi. Cây gạo đấy mình thấy ở trên ảnh là ở gần với lại một con sông. Mày chắc là ở đây. Ui, ở đây có hai hàng cây đẹp đấy. Cây mây. Mát thế chỗ này. Ô la la, đây rồi. Đây rồi. Ôi, nhưng mà sao không có hoa nhỉ? Mình thấy hoa gạo mùa này là hoa đẹp lắm rồi. Hay là nó đang ra hoa cũng không biết nữa. Ô là la. Ở đây khá là thu hút các bạn trẻ nha. Có một số người tới đây đang ngồi ở dưới. là mình sẽ gửi xe đây. Tí nữa chúng ta ra. Xin chào các bạn quay trở lại với Phiêu Lưu Ký ngày hôm nay. Như các bạn thấy thì đằng sau mình đây là cây gạo cô đơn nhé, cũng là một trong những cây gạo cô đơn rất là nổi tiếng ở khu vực tỉnh Bắc Ninh, ở miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên là mình cũng không hiểu lý do vì sao, nhưng mà thời điểm này là hết hoa rồi. Hỏi mấy anh ở kia thì anh bảo là chưa ra hoa, nhưng mà một số anh khác lại bảo là nó đã ra hết hoa và rụng hết rồi, cũng không biết thế nào. Sau khi tìm hiểu, đính chính lại thông tin thì là mình đã có được câu trả lời đáng tin cậy nhất. Đó là cây gạo Thôn Đoài hàng năm thường ra hoa muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng mà cũng khá là thất thường, có năm sớm có năm muộn. Thời điểm này mình đi khả năng là hơi sớm, cây gạo thì mới đang ra nụ thôi các bạn ạ. Thấy mọi người nói là năm nay có lẽ thời điểm hoa đẹp nhất sẽ là vào khoảng giữa tháng 4. À quên, tiện đây thì mình nghĩ chúng ta nên biết một số thông tin quan trọng về cây gạo nổi tiếng này. Đa số mọi người đều biết đến đây là cây gạo cô đơn vì nó chỉ có một mình nằm bên cạnh dòng sông Cầu, hay là cây gạo Thôn Đoài vì nó nằm ở thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh. Thật ra mình thấy gọi cây gạo này bằng cái tên gì cũng được vì nó không có một cái tên chính thức. Tuy nhiên vì đây là một cây di sản Việt Nam thuộc khuôn viên di tích Đền Xà và nằm ở hợp lưu của hai con sông Cà Lô và sông Cầu, nên người dân quanh đây hay gọi nó là cây gạo ngã ba Xà. Cây gạo cổ thụ này đã có tuổi đời gần 100, thuộc khuôn viên di tích Đền Xà, đã được nhà nước mình xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 1988. Có lẽ mình sẽ quay trở lại cây gạo này vào một ngày không xa. Tuy nhiên trước khi rời đi thì mình nghĩ là chúng ta nên xem một vẻ đẹp khác lạ của cây gạo này đang trong quá trình chuyển mình để trở về một vẻ đẹp thực sự của nó trong thời gian tới nhé các bạn.